Ngày 8 tháng 5, thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội năm 2024, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an tỉnh hỗ trợ tổ chức hội thảo tuyên truyền lấy ý kiến đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo để trình Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 7 năm 2024. Hội thảo tuyên truyền lấy ý kiến đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo để trình Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 7 năm 2024. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào 6 dự án luật, gồm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Những ý kiến đóng góp này sẽ là luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng để Công an tỉnh Thái Nguyên báo cáo, kiến nghị Bộ Công an hoàn thiện các dự án luật, từ đó tạo cơ sở pháp lý kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Ngày 8 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc hội thao bắn súng quân dụng và thể dục thể thao quốc phòng năm 2024 với sự tham gia của trên 300 chiến sĩ. Hội thao súng quân dụng và thể dục thể thao quốc phòng năm 2024 với hơn 300 vận động viên đến từ Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố Ninh Bình và Trung đoàn 855 tham gia các nội dung chiến sĩ khỏe, chạy vũ trang 3.000m, chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật, nhảy xa, co tay xả đơn, bơi 100m với súng và trang bị nhẹ, vượt vật cản huấn luyện thể lực, bắn súng quân dụng, võ chiến đấu dân quân tự vệ, bơi vũ trang và tham gia thi đấu 3 môn quân sự phối hợp. Hội thao diễn ra đến hết ngày 10 tháng 5. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an, luật căn cước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Kể từ mốc thời gian này, tất cả người dân làm thủ tục để cấp thẻ căn cước có thể được lấy dữ liệu sinh trắc học mống mắt cùng với vân tay và ảnh mắt. Việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở kiểm soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu thập được vân tay của một người. Kết hợp với các yếu tố sinh trắc như khuôn mặt, dữ liệu sinh trắc mống mắt là cơ sở triển khai hiệu quả luật giao dịch điện tử, việc thu thập thông tin sinh trắc bắt buộc là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.